Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngược bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, pháp hội Hoa Đăng giờ này đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh vị ngài hoan hỷ y phục như pháp để chúng con tạm thập cung thỉnh tại phương trường được chuông trống bát nhã và nhạc lễ đăng đàn cung đồng cử hành. Đệ tử chúng con có nhân sự xin đầu hành tạm pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hiệp Tòa Đạo Tràng Như Đại Đức Tăng Già Chính Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư con hòa thượng, thượng tòa đại đức tăng ni. Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý, nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại đạo tràng chùa Thanh Bình, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, long trọng tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 13 nhân lễ vía Phật A Di Đà Đức Từ Bồ. Hôm nay giờ này, đệ tử chúng con được cung kính quý ngài đáp lời thỉnh cầu chứng tích quang lâm về đạo tràng chứng minh lễ hội Hoa Đăng cũng được khai tăng và kết thúc khóa tu, được thừa công đức thù thắng chư tôn tình đức tăng ni là quang lâm chứng minh gia hộ độ trì hồi hướng công đức Phật trang nghiêm tịnh độ thường bảo tự trọng thân hồi hướng công đức lành cầu nguyện cho đạo pháp được trường tồn thế giới được thanh tịnh chúng sanh được an lạc và cầu nguyện cho đại dịch được đi qua để dành lại sự hạnh phúc ấm no cho thế giới cho đồng bào cho nhân dân và đặc biệt cho đạo tràng đệ tử chúng con. Giờ này đạo tràng đã tác nghiêm thanh tịnh hướng trọng quyền khỏi trầm bay giá hòa lòng thành kính ngược quyền quý ngài hoan hỷ quang lâm pháp hội chứng minh pháp lễ để cho chúng con được ân điển pháp dụng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát A Di Đà. Đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, vị từ thượng đà, đệ tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cung kính quan bái. Sáu chữ con trì thân điểm thân thiết làm bi lệ rào, đêm ngay vía Đức Di Đà tâm thành dân quyền phục dường Hoa Đăng. Trên hàng đế chính minh tối cao, chúng con thành kính cung thỉnh được lão hòa thượng Thích Thế Chân, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, phó được ban thường trực ban kiểm soát giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó được ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế An Hòa. Hàng đệ tiếp theo, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, thứ đề Hà Lạc Ác Quảng.
thượng tọa đại đức tăng ni. Giờ đây cho phép chúng con thông qua chương trình lễ vía Phật A Di Đà đêm hội hoa đăng bế mạc khóa tu Phật thất và trai tăng cúng dường lần thứ 13 tại chùa Thất Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni Quang Lâm Pháp Hội thông qua chương trình niệm Phật cầu gia hộ, phục chánh niệm cầu nguyện, tuyên bố lý do giới thiệu thành Phật tham dự, đọc diệt văn bế mạc, dân hoa cũng Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni an tọa và kính mời quý vị Phật tử đồng an tọa. Tiếp theo chương trình là phục chánh niệm cầu nguyện. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, kính mời toàn thể đại chúng hướng về đức từ phụ A Di Đà, cung thỉnh đại đức trụ trì khởi xướng đi vào chánh niệm, thành lập năng lượng đại từ bi cứu khổ, cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn, thế giới an lành, dịch bệnh tiêu trừ. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức. Chánh niệm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc đã qua. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Di Đà sáu chữ đồ đời vượt biển mê sinh tử, liên hoa chín phẩm đưa người về bờ giác an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo hữu Phật tử các giới, đêm nay ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý, chùa Thất Bình long trọng tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 13.
kỷ niệm ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà, toàn thể đại chúng chùa Thất Bình với niềm hân hoan khá cường chiêm bái tưởng niệm về ngài bằng tất cả tấm lòng tôn vinh và thành kính. Trên tinh thần đó, ban tổ chức lễ hội hoa đăng được dâng lên cúng dường Đức Như Lai và mười phương chư Phật, ngưỡng mong chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng thùy từ bạch giả. Nhờ ân đức này, chúng con nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo Phật trường tồn, nhân dân an lạc. Kính thưa toàn thể hội chúng, đối với những hành giả tu học Phật pháp nói chung và hành giả thực tập pháp môn tịnh độ niệm Phật nói riêng, cuộc đời tu tập tinh cần và hành nguyện vì tha rằng người của Đức Từ Phụ A Di Đà đã tỏa sáng trong tâm hồn của mỗi người con Phật. Gương mặt hiện từ đức độ ấy, tay cầm đài sáng kiếp trần, ánh mắt từ bi đã nhìn xuống những đứa con lạc lõng từ lâu trở nên thân thuộc với muôn loài. Chúng ta đã biết từ vô lượng kiếp về trước, ngài là vị vua trí đức vẹn toàn, dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sinh. Ngài đã khát khao tìm cầu chân lý giải thoát những khổ đau của nhân loại. Ngài đã khước từ ngôi bảo dân vòng và quyền lực cao sang, xuất gia làm vị tỳ kheo sống đời phạm hạnh, đem chân lý diệp phục nhân tâm. Một lần sau khi nghe Đức Phật thể từ tài vương Như Lai thuyết giảng về vô lượng thắng cảnh cứu việt trong mười phương thế giới, bằng năng lực của tâm từ bi, ngài đã phát 48 lời nguyện, thiết lập nên cõi nước Cực Lạc với bảy bảo trang nghiêm thù thắng, sau này viên thành Phật quả với danh hiệu là A Di Đà và là vị giáo chủ của miền tịnh độ Tây Phương. Đêm nay dưới bầu trời trong xanh lấp lánh muôn điều vì sao hòa quyện trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, hàng vạn trái tim đang hướng về ngài vì cha lành bao dung thanh thoát với niềm kính ngưỡng vô biên và lòng tri ân vô hạn. Chúng ta hãy lắng đọng tâm tư thành kính tưởng nhớ đến ngài đã cứu độ chúng sinh thoát khổ. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin từ độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà là quốc Phật A Di Đà thân kim sanh. Đêm nay trong giờ phút thiêng liêng này, xin đại chúng hãy quán chiếu lại chính mình, nhờ năng lực từ bi của ngài mà tích thiện pháp được nảy sinh, tất cả các ác pháp được đoạn trừ. Do vậy lễ hội hoa đăng được tổ chức cũng không ngoài nền tảng của sự nhận thức căn bản ấy. Hy vọng rằng lễ hội hoa đăng đêm nay là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ bi trí dùng mang tình thương yêu và sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho bản thân và có ích cho nhân loại. Vì rằng nẻo về tịnh lặng ta đi, con đường của Phật từ bi rạng đời, ánh đăng sáng giữa lưng trời, gieo mầm an lạc sáng đời tân như. Thông qua đêm lễ hội, ban tổ chức gửi đến toàn thể hội đúng thông điệp hòa bình, mang năng lực nhiệm màu của câu niệm Phật A Di Đà, nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho thiền môn hưng thịnh, hải chúng an hòa. Đó là lý do của lễ hội hoa đăng.
Quang Lâm và chứng minh Pháp Hội Hoa Đăng, chúng con cung kính được đón tiếp và giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Thế Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Quan Lâm chứng minh. Chúng con cung kính đặt lễ giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Quan Lâm chứng minh pháp lễ. Chúng con cung kính đặt lễ giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Tự Nhiên, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Quan Lâm chứng minh. Chúng con cung kính đặt lễ giới thiệu Thượng Tọa Đào Hiệu Thích Thông Đào, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Quan Lâm chứng minh. Chúng con cung kính đặt lễ giới thiệu Thượng Tọa Đào Hiệu Thích Trúc Tín, Phó Chánh Thư ký Hiệu trưởng Đường Trung tâm Phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Quan Lâm chứng minh. Chúng con thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Tịnh Bảo, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo quận Hải Châu, trụ trì chùa Thanh Bình, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Pháp hội. Chúng con thành kính giới thiệu Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Ni Được Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng Ni trụ trì các từ viện, tỉnh xã, tỉnh thất, niệm Phật đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận buổi hôm nay, Quan Lâm chứng minh pháp hội. Kính giới thiệu các đạo tràng, các điện Phật tử chùa Pháp Lâm, chùa Bồ Kiêm, chùa Tân Hòa và các chùa lân cận, đồng giới thiệu đông đạo Việt Nam tín đồ, đồng bào Phật tử các giới cùng tham dự pháp hội hôm nay. Chúng tôi cũng trân trọng được đón tiếp quý vị thông tấn báo chí, Đạo Giác Ngộ, Ban truyền thông Phật giáo Đà Nẵng đã đến đưa tin truyền thông đến Hội Hoa Đăng. Một đàn pháo tay thật dài và nhiệt liệt để chào đón quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con về niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm. Về đây nghe tiếng tiểu âm, chắp tay niệm Phật Di Đà khắp nơi. Tiếp theo chương trình là diệt văn bể bạc khóa tu Phật thất. Chúng con thành kính cung tình Đại Đức Trụ Trì kiêm được tăng tổ chức pháp hội tuyên đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngược bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Khế Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, chứng minh Đạo Sư, chứng minh Pháp hội. Thành kính đảnh lễ hồi về đây dự đêm hoa đăng kỷ niệm lễ chính thức vía Đức Phật A Di Đà và bế mạc khóa tu Phật thất lần thứ 13. Thêm một lần nữa chúng ta tôn vinh và cảm niệm về hồng ân to lớn của Ngài qua 48 lời nguyện. Chúng ta sống trong đời ngũ đường an thế, chúng ta đa phần phước mộc tội dày, khó gặp thuận duyên,
khó khởi tâm bồ đề. Nhưng may mắn thay chúng ta còn đủ duyên lành nên biết được danh hiệu Ngài và biết hành trì pháp môn niệm Phật. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sông, bất thối Bồ Tát vi bản lự. Trong giờ phút trang nghiêm này, tất cả chúng ta đều phải nhiếp độ chúng sinh nếu tiếp sau lời nguyện của Ngài và kết hợp với việc hành trì, chúng ta sẽ được lợi ích thù thắng. Người là đứng cha lành trong tam giới, lan tỏa lóc niềm đau, luôn tạo thuận duyên cho chúng sinh an vui tu tập. Chúng ta hãy lắng lòng nghĩ tưởng về công ơn của Ngài để tinh tấn tu học, làm điều lành, tránh điều dữ, ngày đêm không rời các niệm Phật. Giờ này, trước sự hiện diện của chư tôn đại đức tăng già, trước sự trang nghiêm của toàn thể đạo tràng, và để khởi đầu cũng như kết thúc đêm hội hoa đăng mừng ngày lễ chính thức vía đức từ thù A Di Đà và bế mạc khóa Phật thất, thay lời ban tổ chức, chúng con chúng tôi trân trọng tuyên bố đêm bế mạc lễ hội hoa đăng chính thức vía đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 năm Canh Tý. Nam mô Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quan, Vô Lượng Công Đức, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khói hương lan tỏa khắp mười phương, nguyện kết đài xét để cúng dường. Trên khói hương này xin Phật ngự, chính giáo lòng con thật tỏ tường. Tiếp theo chương trình là lễ dân hoa cúng dường. Phát tâm thành quy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, để nói lên tâm nguyện cảm niệm về đấng từ phù A Di Đà, đồng thời trọn phần công đức xuyên suốt một tuần lễ tu tập nhằm hồi hướng lên Tam Bảo. Giờ này trong sâu thẳm con tim của đồng bào Phật tử, chúng tôi trân trọng kính mời Phật tử Trần Thị Thêm, pháp danh Quảng Quý, đại diện các đoàn thể hội chúng, dâng lời diện cảm và tá vật cúng dường trai tăng tối hôm nay. Kính mời Phật tử đối được chư tôn đức. Kính mời các khóa sinh cùng tất cả nam nữ Phật tử chúng ta đồng quỳ. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chúng Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Lễ, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, nguyện đem lòng thành kính người theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cũng dường ngôi Tam Bảo. Hôm nay trong giờ của thiêng liêng, hương trầm nguyện cọ thắm tình tạo vị để tự chúng con quả chính cùng chư thiền nam tín nữ cung đối Phật đàn thành tâm tham dự đến một võ lăng kỷ niệm nghĩa đức từ phù A Di Đà. Dưới sự hướng dẫn của đại đức trụ trì đại hiệu Thích Tịnh Bảo, đệ tử chúng con một nhà chỉ thành đốt nén tâm hương đầu thành tấn nguyện, xin cho mưa pháp được lan tràn khắp 3000 thế giới bát bộ diệt bát cõi nhân thiên, hoa ưu đàm nở ngát hương, đèn thuyền trí tuệ sáng soi đời mục tưởng. Thế là 7 ngày đã trôi qua, đạo tràng chúng con tinh thần tu tập trong suối nguồn quý diệu của đấng từ phù A Di Đà. Chúng con cảm nhận nơi đây là mái ấm tình thương, là đạo lý chân thật trong lòng chúng con rất sung sướng. Khi mà mỗi buổi sớm tân sương theo tiếng kinh về lời kể hòa trong nhịp thở có tin, những bước chân ngang lạc khi đi thiền hành, khi hoàng hôn buông xuống cũng được thầy trụ trì hướng dẫn chính là 48 lời nguyện cáo cả đức Phật Di Đà. Cùng với không gian trang nghiêm, những ánh đèn hoa đăng được cầm trên tay hành thiền quán khắp pháp đàn lung linh huyền diệu, rồi cũng được tọa thuyền các lời ngâm thơ của thầy trụ trì. Nghe sao mà muốn trả lòng mình được không gian vô tận ở cõi tình độ, thật là mát cái dòng đời khi mà được tu tập sự an lạc và hiền hưởng ngay trong cuộc sống. Con đường giải thoát của chúng con là đường sẵn lắm khi lâm chung không ngoài nhất tâm nhiệm Phật. Kính bạch quý ngài, thì tròn niềm công đức xây dựng trang nghiêm Phật tình đồ viên mãn trong những ngày tu tập của đạo tràng của chúng con, hầu hồi hướng công đức nguyện cầu thế giới an bình, đạo pháp trường tồn, tăng già hưng thịnh, chúng sanh sáng lạc, chúng con được vô lượng phước lành, cả cũng hương linh được nhờ nướng nổ Tam Bảo tu tập giải thoát. Hôm nay chúng con xin sẵn sàng lễ vật được dâng lên mười phương chư Phật chứng minh. Thứ đến chúng con thành tâm cúng dường hiền tiền chư tôn tình đức tăng ni, nguyện nguyện quý ngài truyền từ hứa cả nạp thọ để cho đệ tử chúng con trọn niềm công đức viên mãn. Từ mừng cổ đại từ mừng cổ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lạy tăng người thầy chỉ cả, thay thế tôn viện bá đạo bầu, tùy duyên hóa đạo vô cầu, làm thầy vô phạm dẫn đường chúng sinh.
Giờ này đạo tràng Phật tử chúng con đang lắng đồng tâm tư dân niệm tố kính hướng lên hòa thượng chứng minh. Chúng con thành kính cung thượng cung thịnh được lão hòa thượng Thích Thế Trân, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó được ban thường trực ban dịch soạn giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó được ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, vì lòng từ bi vô lượng mà bác bố pháp nhũ để hàng đệ tử chúng con được đường nhuận mưa pháp. Chúng con thành tâm cung thịnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Toàn, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban hướng dẫn Phật tử trung ương giáo hội, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đồng chứng minh buổi lễ. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý vị trí trưởng ni sư, chư vị tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đạo hữu thiện nam tín nữ, tăng tỷ tại chùa Thanh Bình, thành phố Đà Nẵng, long trọng tổ chức khóa huân tu niệm Phật để dâng lên cúng dường ngày khánh đản của ngài. Và đêm nay trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta đang cử hành hồi hoa đăng để dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, cúng dường đức từ phụ A Di Đà, nhất tâm cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đồng cầu nguyện cho dịch bệnh tai ách được tiêu trừ, và cầu nguyện quá cố chư vị hương linh đã tử vong vì Covid-19 cũng như thiên tai cuồng phong bạo lụt, hưởng thừa công đức nương theo hào quang đức Phật A Di Đà mà sớm vãng sinh về miền cực lạc. Được sự ủy nhiệm của chư tôn giáo phẩm chứng minh pháp hội, thay lời hiện tiền chư tôn đức tăng ni, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm thán công đức đại đức trụ trì chùa Thanh Bình, ghi nhận tấm lòng của toàn thể quý vị trong ban tổ chức đã quên đi giấc ngủ, đã bỏ đi bữa ăn, đem tất cả tấm lòng để tổ chức tuần lễ huân tu niệm Phật và tiến hành lễ chính thức pháp hội hoa đăng bế mạc khóa tu niệm Phật lần thứ 13. Chúng tôi xin tán thán tất cả niềm tin chân pháp và tín tiến tu tập của toàn thể quý đạo hữu
xa gần. Trong tuần qua đã trở về tháp về khoảng muốn tu niệm Phật, và đêm nay mặc dù thời tiết có sai lầm nhưng các vị đã khắc phục để vân tập dưới chốn đạo tràng một cách đông đủ, thành công cầu nguyện âm siêu dân thái pháp giới chúng sinh thầy đều lời làm. Cầu chúc chư tôn đức pháp thể sinh năng pháp là vô biên hóa duyên vô ngài để tiếp tục đường hoằng dương chính pháp lời làm chứng hữu tình. Cầu nguyện tam bảo gia hộ toàn thể quý đạo hữu Phật tử hiền năng tín nữ và gia đình quý quyến của các vị mạn mạn được an vui trong chánh pháp, hoan hỷ trong thân tâm, hạnh phúc trong cuộc sống, thành đạt trong mọi lành vực và mạn mạn sống an vui dưới bóng mát từ bi trí tuệ của Đức Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta với tuệ nhãn của ngài, ngài đã thấy rằng ngoài thế giới ta bà này còn có vô lượng thế giới, mà ngày nay khoa học tiến bộ, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phải công nhận rằng ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có hằng hà sa số thế giới khác. Mà trong những thế giới đó có thế giới thanh tịnh nhưng cũng có thế giới bất tịnh, có thế giới an vui mà vẫn có thế giới khổ đau, có thế giới thiên về cuộc sống tinh thần nhưng cũng có thế giới thiên về cuộc sống vật chất. Mà trong vô lượng thế giới đó, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã dạy cho chúng ta chỉ có thế giới cực lạc là thế giới an vui nhất. Để chỉ rõ về thế giới cực lạc và Đức Phật A Di Đà, trong kinh A Di Đà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã giới thiệu về vị trí của thế giới cực lạc và về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tùng thị Tây Phương có thập vạn ức Phật quốc độ, thuộc thế giới danh viết cực lạc, kỳ đồ hữu Phật hiệu A Di Đà kim hiện tại phiến pháp. Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta từ đây, tức là từ cảnh ba bà hướng về phía tây quá vạn ức Phật quốc độ, có một thế giới tên là cực lạc. Trong thế giới đó thì hiện tại đã có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Ngài còn giải thích thêm vì sao gọi là cực lạc, bị đồ hạ cổ danh vi cực lạc, kỳ quốc dũng sanh vô hữu dũng khổ, đạt thọ chiến lạc cổ danh cực lạc. Bởi vì chúng sinh ở trong thế giới đó hoàn toàn an lạc cho nên gọi là thế giới cực lạc. Đây là điều đầu tiên mà Đức Thích Ca Mâu Ni vì giáo chủ của chúng ta bậc đạo sư của trời người đã chỉ rõ cho chúng ta thấy về vị trí của cảnh giới cực lạc. Rồi từ đó ngài đã giới thiệu cho tất cả chúng sinh biết về Đức Phật A Di Đà. Trong kinh A Di Đà Đức Phật cũng đã dạy rõ vị
Phật quang minh vô lượng, hiểu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thì có hiểu vi A Di Đà. Đức Phật đó hào quang vô lượng, chiếu khắp mười phương thế giới, không có một cái gì ngăn cản được ánh hào quang, cho nên gọi là A Di Đà. Ngài còn giải tiếp, bị Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cổ danh A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có thọ mạng sống lâu, cùng những nhân dân của Ngài ở trong nước Cực Lạc, thọ mạng sống lâu không thể kể xiết, cho nên gọi là A Di Đà. Vậy thì rõ ràng lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Di Đà đã cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa danh hiệu của Đức A Di Đà, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức trang nghiêm. Hào quang của Đức Phật A Di Đà là hào quang vô lượng, là hào quang vô biên, là hào quang vô sinh, là hào quang vô ngại, là hào quang diệm vương, là hào quang thanh tịnh, là hào quang hoan hỷ, là hào quang trí tuệ, là hào quang năng bư, là hào quang vô đối, và là hào quang siêu cảnh nhật nguyệt. Vậy thì hào quang vô lượng tức là trí tuệ vô biên, thọ mạng vô cùng là phước đức vô lượng. Phước trí lượng toàn phương tác Phật, phước đức trí tuệ vẹn toàn sẽ làm được một đức Phật. Do đó khi chúng ta đã nghe rõ về sự giới thiệu của Đức Phật A Di Đà mà giáo kim khẩu của Đức Từ Hủ Thích Ca Mâu Ni chúng ta tuyên thuyết, với lòng từ bi vô lượng, Đức Thích Ca muốn giới thiệu cảnh Cực Lạc, muốn giới thiệu Đức Phật A Di Đà để cho tất cả chúng sinh hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về cảnh Cực Lạc mà huân tu pháp môn niệm Phật, hướng về pháp môn tịnh độ để cầu vãng sinh. Muốn đạt được điều đó, ba yếu tố quan trọng của hành giả tu theo pháp môn tịnh độ đó chính là tín, nguyện và hành. Tín tức là lòng tin lành, cho nên chúng ta thực hiện pháp môn tịnh độ để cầu vãng sinh. Điều căn bản và tối yếu đó là hành giả phải phát triển lòng tin. Chúng ta tin cái gì? Trước hết là tin Đức Phật. Tin Đức Phật là bậc đại giác ngộ, tin Đức Phật là bậc trí bi vẹn toàn, tin Đức Phật là đấng cha lành của muôn loài, tin Đức Phật là vị đạo sư tối tôn chỉ kính của chúng sinh. Mà khi chúng ta đã tin Đức Phật thì chúng ta tin những lời dạy của Ngài là đúng sự thật, bởi vì lời dạy của Đức Phật là bất dị ngữ, tức là lời nói trước sau như một, không bất nhất như chúng sinh. Lời nói của Đức Phật là bất quẩn ngữ, là lời nói không quanh co, lời nói rất ngay thẳng. Lời nói của Đức Phật là chân thật ngữ, là lời nói đúng về chân lý, với sự thật. Chúng ta tin Phật
thì chúng ta tin lời Phật dạy là đúng sự thật. Chúng ta tin vào lời Phật dạy, chúng ta tin sự giới thiệu của Đức Thích Ca về cảnh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tin về sự giới thiệu của Đức Thích Ca về Đức Phật A Di Đà vì giáo chủ ở cảnh Cực Lạc. Từ đó niềm tin đã kiên cố thì chúng ta mới dũng mạnh, mới tinh tiến để bắt đầu hạ thủ công phu và phát tâm thuần tu theo pháp môn Tịnh Độ. Niềm tin đã có, nhưng chúng ta phải lập nguyện cho vững bền. Một nhà văn đã nói rằng đường đi khó không khó vì năm sông cách nối, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Núi sông không khó, nhưng chỉ khó sợ về lòng người. Cho nên hành giả hướng về pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh thì chúng ta cần phải lập nguyện cho vững vàng. Muốn lập nguyện vững vàng thì trước hết điều quan trọng nhất là chúng ta phải quán chiếu từng giờ từng phút sự sanh tử vô thường của kiếp sống, và đồng thời thấy cái mong manh giả tạm của kiếp nhân sinh, để rồi từ đó chúng ta không còn ràng buộc, chúng ta không còn bị tất cả những cái đó lôi kéo để chìm đắm trong trần lao, trong phiền não của cuộc sống thế nhân. Hằng ngày chúng ta niệm Phật A Di Đà để cho chúng ta tẩy xóa biết bao nhiêu căn trần phiền não. Tâm chúng ta như một chầu nước đục, hồng danh của Đức Phật như viên đình thủy châu. Chầu nước đục mà chúng ta đem viên đình thủy châu bỏ, chúng ta đem viên đình thủy châu bỏ vào trong chầu nước đục đó thì chầu nước đục tự nhiên sẽ biến thành trong. Tâm chúng ta giàu vận động, lòng chúng ta giàu đầy dây phiền não trần lao, nhưng khi chúng ta niệm đến hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì như viên đình thủy châu đã hạ vào trong cõi lòng phiền não của chúng ta. Từ đó phiền não tiêu tan, trần lao tiêu sạch, thì tâm tánh thanh tịnh, trí huệ thanh tịnh đó sẽ sáng ngời. Như thế dầu thân ta như lìa xa ta và thế giới, nhưng mà tâm của ta cũng đã an trụ trong cảnh Tây Phương Cực Lạc bất diệt vô sinh. Như thế khi tất cả chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta cần lập nguyện. Chúng ta lập nguyện rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện lời nguyện của chúng ta. Khi thực hiện lời nguyện, đức tinh tiến là vấn đề căn bản. Sự tinh tiến là sự tinh cần. Sự tinh cần cũng như một chiếc xe trang bị cho một chiếc xe. Xe kia dầu có tốt, tài xế dầu có giỏi, đường xá dầu có bằng thăng, điểm khởi hành và điểm đến nơi dầu có ngắn chứ không dài, nhưng xe không có xăng thì xe sẽ không chạy được. Con người chúng ta dầu mạnh khỏe đến mấy, trí huệ có sáng láng, học rộng hiểu nhiều, nhưng nếu chúng ta đã lập nguyện rồi mà không siêng năng, không tinh cần để thực hiện hành nguyện đó thì dầu năm này có kiếp khác, nguyện ta cũng khó thành viên mãn.
Cho nên hành giả hướng về Đức Phật A Di Đà để thực hiện pháp môn tịnh độ thì ba điều cần yếu nhất đó là tín nguyện hành. Hành tựu được ba điều căn bản đó, những xét cho kỹ suy cho cùng, như lời Đức Phật dạy, vạn pháp đều do công. Trong kinh Đức Phật đã dạy rằng công năng sinh nhất thiện pháp, công tạo được cảnh cực lạc mà tâm cũng tạo nên cảnh địa ngục. Tâm chúng ta là mảnh đất, trong kinh gọi là tâm địa. Từ mảnh đất sinh ra những đóa hoa thơm, những trái quả ngọt ngào, nhưng từ mảnh đất cũng có thể mọc thành những đám cỏ dài hoang vu. Lúa cũng mọc từ đất, cỏ cũng mọc từ đất, cỏ mọc gần lúa, lúa mọc gần cỏ. Ai siêng nhổ cỏ thì lúa tốt, ai biếng nhác không nhổ cỏ thì lúa xấu mà thôi. Làm người ai cũng có tâm, có tâm tức là có Phật. Đức Phật sẵn có trong tâm, từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Di Đà có sẵn trong tánh giải thoát giác ngộ của mọi người, và cảnh tịnh độ cũng từ tâm mà sinh ra. Do đó mê tâm thì thành cảnh tịnh độ. Đức Văn Thù Bồ Tát, Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài Mã Minh Lăng Hồ Bồ Tát, Ngài Vô Trước Thế Thân Bồ Tát, tất cả các ngài sau khi viên thành Phật sự hóa độ chúng sinh, các ngài cùng nguyện vãng sanh về cảnh cực lạc. Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã nguyện rằng: nguyện ngã lắm dục mạng chúng thời, tần trừ nhất thiết nhất kiến này, diện kiến bị Phật A Di Đà, tức đắc vạn sanh an lạc sát. Nguyện ngày tôi lâm chung, tất cả những ngài đều tiêu trừ. Trước mắt tôi thấy Đức Phật A Di Đà, trong khoảnh sát na được sanh về nước cực lạc. Các vị Bồ Tát nguyện sanh Tây Phương, các vị Bồ Tát đều nguyện sanh cực lạc. Bởi vì về cực lạc là nhất sinh bất thối, một lần sinh về cực lạc, một lần không lui lại cảnh ta bà. Và khi đã sanh về cực lạc thì nhất sinh thành Phật, một lần sanh về được nước cực lạc thì một lần sẽ dễ dàng thành từ Phật quả. Do đó chúng ta là đàn hậu tấn, là những người đệ tử đang bước theo những bước chân cao quý của các ngài, chúng ta lập nguyện để tu tịnh độ, phát triển niềm tin và thực hành tất siêng năng tinh tiến, để ngọ hầu chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý nguyện. Trước hay sau, mau hay chậm, thuận duyên hay nghịch cảnh, nếu hành giả tu theo pháp môn tịnh độ mà đầy đủ tín nguyện hành thì nhất định sẽ thành công. Chư tổ đã dạy: mạc đại lao lai phương niệm Phật, cố phần đã thì thiếu niên nhân, chớ hèn tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn sung. Cho nên để sống chết không dành riêng cho ai, ngày qua tháng lại không chờ đợi chúng ta. Giờ phút nào gặp được Tam Bảo, giây phút nào phát nguyện để cầu sanh tịnh độ, phân tu pháp môn địa Phật, thì giây phút đó hành giả chúng ta phải cố gắng tinh tiến để
thực hành pháp môn tu tập của mình cho được thành tựu một cách viên mãn. Dễ ảnh từ quan của ngôi Tam Bảo trong giây phục thiên liêng và hào quang rực rỡ với bốn quý tạng lời nguyện của Đức Phật Ca Di Đà xa xưa còn vang vọng lại. Nguyện ngày tôi thành Phật, nếu nước tôi còn có địa ngục mà vì súc sinh thì tôi nguyện không thành chánh giác. Đây là lời nguyện thứ nhất trong 48 lời nguyện của Đức Phật Ca Di Đà. Tin tưởng vào đó, thấy được cảnh giới cực lạc, thấy niềm an vui tuyệt đối mà Đức Thích Ca đã dạy. Chúng tôi mong mọi tất cả quý hành gia, quý Phật tử đã phát tâm tu pháp môn tịnh độ, huân tu niệm Phật để cầu vãng sanh, cố gắng nỗ lực tinh cần và phát huy Phật tánh nên một từ thân để cho làm sáng giá tốt đẹp cho đạo cho đời. Một lần nữa xin niệm ơn chư công đức và tán thán công đức toàn thể quý vị, nguyện cầu Phật tổ gia hộ cho chúng ta mãi mãi được an vui trong ảnh từ quang vi diệu của Đức Phật. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên bảo tòa hòa thượng là nghi thức truyền năng cũng dường mười phương chư Phật. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh tiếp nhận ánh sáng trí tuệ từ Phật điện. Chúng tôi kính mời đại Đức Thích Trí Phước và đại Đức Thích Trí Tăng cung rước ánh sáng từ hòa thượng chứng minh lan truyền ánh sáng này xuống cho pháp hội như một biểu hiện của tăng già hòa hợp cảnh pháp rạng ngời từ ánh sáng này. Hàng phật tử đang nhận ánh sáng trí tuệ của Phật soi chiếu vào cuộc đời để phá tan màn vô minh, và ánh sáng của sự hiểu biết đang trải khắp tất cả để cuộc sống tình người ngày một thân thiện hơn. Đêm nay trong bầu không khí đang nghiêm thanh tịnh, trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật, dưới được sự lân bận của tăng già hòa hợp, lễ hội hoa đăng tiếp qua nghi thức truyền đăng đem ánh sáng chân lý tối thượng trang hòa khắp muôn nơi, thay Phật tuyên dương chánh pháp. Thông qua ánh sáng của những ngọn nến lung linh huyền ảo này, tất cả những người gặp tròn tấm lòng tri ân đối với đấng từ phụ, vì cha lành của bốn loài, đấng toàn trí trong ba cõi. Việc làm này như một nghĩa cử chân tình cao đẹp, nhằm nhắc nhở rằng ánh sáng ngọn nến kia tuy bé nhỏ nhưng cần phải được duy trì và hiện hữu thường xuyên. Bởi vì điều đó là biểu tượng của một nguồn quang minh vô hạn được khởi sinh và lưu truyền mãi mãi. Ánh quang minh biểu tượng cho trí tuệ, cho ánh sáng tâm linh. Khi được thắp sáng phá tan màn vô minh che lấp trí tuệ, tỏa ba ngàn đại thiên thế giới, ngọn đèn tâm của chúng sinh hòa nhập một thể tánh thanh tịnh tâm sáng như pha lê. Đức Phật dạy rằng thắp ánh quang minh thực là trở về nguồn tâm lung linh tỏa sáng. Khi đó tâm từ bi gieo mầm ý niệm hòa kính bố thí nhẫn nhục tinh tấn, hiện tại an lạc sẽ phá khởi, thiền nghiệp tăng trưởng. Chính giây phút này phước đức và trí tuệ của chúng ta rạng rỡ sáng ngời như ngọn hải đăng trói sáng giữa biển khơi. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh đại đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức khởi niệm
12 đại nguyện của Đức Từ Phủ A Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Thân thể không đau bệnh. Như con đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại Từ Đại Bi. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Tâm hồn không hôn mê. Như lâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Không tham đắm ngũ dục. Chứ không đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc sau khi quý vị đã tụng kinh tay tâm xong, thì quý vị ổn định tại vị trí cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Pháp lễ cúng dường đại tăng đến đây đã được thập phần viên mãn. Chúng tôi niệm ơn quý vị Phật tử đã trang nghiêm cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, pháp hội Hoa Đăng cúng dường đại tăng đến đây đã được hoàn mãn. Thay lời ban tổ chức chúng con thành kính đặt lễ tri ân đức thượng lão hòa thượng Thích Thế Chơn, phó pháp chủ hội đồng trị sự trung ương, phó trưởng ban thường trực ban kiểm soát giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng con thành kính niệm ơn chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni đã chánh tích quang lâm về nơi đạo tràng thanh bình của chúng con để chứng minh pháp lệ. Chúng con khẩn chúc quý ngài pháp thể khương an, tuệ đăng thượng chiếu, cửu đồ ta bà để tùy duyên hóa độ chúng sinh. Kính chúc quý thiện nam tín nữ phật tử thân tâm thường lạc, họ mạng miên trường, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cũng tri ân đến quý vị thiền tri thức, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Kính chúc quý vị gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống của mình, hồi hướng công đức lành đến quý vị thông tận báo chí đã đến làm tiền lệ để lan tỏa ánh sáng từ bi trí tuệ của Phật. Chúc quý vị luôn là nhịp cầu nối để đạo pháp luôn được đi vào dòng đời. Trong lúc tổ chức pháp hội không làm sao tránh khỏi những khiếm khuyết bất cập, ngược mong quý ngài, quý vị từ bi hoan hỷ để cho chúng con tròn niềm công đức chúng tôi hoàn thành sở nguyện. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể hội chúng khởi thân hồi hướng. Chúng con cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi xướng tứ hoằng thệ nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Tập trung ra bộ
tất cả quý vị hướng lên Đức Phật A Di Đà, toàn thể đạo tràng Phật tử cho một tràng pháo tay thật dài chúc mừng khóa tu Phật thân lần thứ 13 được kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên. Tất cả chúng ta từ mình cho một tràng pháo tay chúc mừng. Giờ này mời tất cả đạo tràng trèo lên trên này để chụp hình lưu niệm. Mời chư tăng trong chùa.